Hello there. Hi, Trân à? Dạ, yeah, Lộc Hoàng. Ok, nè, Everine sẽ bắt khảo của Pitiam. BTC, Everine sẽ bắt khảo của Pitiam. They are closing up, that's why it's really noisy. They're dragging the chairs. Yeah, because calm now. They have to drag it because it's very heavy. It's one long stack. So that's why. Khun nè, hai chân áp bồi là lúc bọn nó chắc khun em mà gì? Bố con lên đoạn nó chắc khun đi hai chân. Dạ. Lúc bọn nó chắc khun mấy? Bỏ mà gì? Chào mẹ. Bỏ kinh kéo gọi. Bị chè à? Ủa nha. Bỏ chè bà bòi. Did you eat? Don't forget to eat. Bỏ kéo con mẹ là hả? Bỏ kéo con mẹ quay khí sáng sáng nào nha. Bỏ chè bên khám lắm á. Bỏ quay khí sáng sáng nào. Ok? I'll text you once I get there. Ok, Trân. Trân à? Thật đấy à? Alright, I love you. Good night, honey. Sweet dreams, alright. Bye, ciao.